Bạn có nhu cầu mua tai nghe hay các loại phụ kiện điện thoại để chơi Free Fire, chơi Liên Quân tốt hơn? Đừng quên ghé qua shop Riaki Store HN tại Shopee nha. Riaki Store HN, uy tín, giá rẻ, chất lượng. Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với Riaki Live. Ok, hôm nay bên Anna Free Fire ra chúng ta quả trang phục mới. Siêu quậy sắc màu, trông đẹp phết anh em ạ. Mà quả nhạc nền chiến chiến đấy nhé. Đấy, ôi trong bộ này trông chiến nhỉ. Và quả mặt nạ trông bố đời phát đấy. Và kiểu phong cách kiểu cái này không hiểu phải graffiti không, nhưng kiểu đấy. Và nhìn trông hệ với nồi của animation này. Ôi chính là cái này mà bên Anna họ làm thành cái hành động mà cái chuyển động một thứ thì đẹp nhỉ. Cái mà kiểu hành động gia nhập ấy. Đấy, thì nó phải gọi là hết nước chấm, chấm phát hết nước luôn. Đấy, chấm một phát hết sạch nước luôn anh em ạ. Và được đó luôn đấy, kinh của nó luôn đấy, và khiếp của nó luôn đấy, và chân lườn cả người luôn đấy, và màu chiến đấy, được của nó luôn anh em ạ, và rất là được luôn nhá, và rất là được luôn nhé. Đấy, được nó anh em đấy, nào thích cực quay tay vận may sẽ tới ạ. Ui rồi, và 1-2 toàn 1-2 hiệu này chết, và toàn 1-2 hiệu này hỏng hẳn. Tiếp tục quay tay vận may có đến đến chưa, đến đi, 1-2-5 thôi cũng được, được cái 50 hiệu cũng ổn áp đấy. Hôm nay mình bắt đầu với bao nhiêu KC ấy nhỉ? Rồi anh em có để ý tôi bắt đầu chơi cái này với bao nhiêu KC không? Đấy, tôi cũng không nhớ lắm, bây giờ tôi có 26.000 3 đấy, ok mình cứ mở thôi. Cũng mở hết 5-500 KC rồi. Đấy, được 64 huy hiệu rồi. Ok, bộ nữ thì thật ra không đẹp lắm. Bộ nữ thì thật ra trông nó khá là bình thường, mà chả hiểu sao bên Anna để giá ngang bộ nam luôn. Bộ nữ tôi nghĩ là chỉ nên để khoảng 120 huy hiệu thôi, rẻ hơn so đồ nam thôi. Đấy, bộ nữ 180, bộ nam 180. Và cái này như nó cũng chẳng nằm trong bộ sưu tập limited hay bộ sưu tập gì cả. Đấy, ok, và toàn 1-2 anh em ạ. Và toàn 1-2, bộ này tôi nghĩ phải cỡ 2.000 KC. Đấy, nhìn trông cái kiểu quay này rãy giờ không chắc là thêm phát nào 50 triệu đây, chắc phải cỡ 2.000 KC. Đấy, ok, 137 rồi, 137. Ui, được 10 triệu này, phải trưởng. Vừa chửi xong phát là 10 triệu luôn ạ. Và tươi thật sự. Thế chứ, và ổn áp ấy chứ. Và ổn áp ấy chứ, hay còn 24.000 này, mất 2.000 KC rồi đấy. Mất 2.000 KC rồi. Mất đúng 2.000 KC nha anh em nhá. Đúng 2.000 KC bộ này luôn. Bộ này đẹp, tôi phải công nhận là bộ này trông rất chiến. Trông rất máu, máu như mà ông cháu được của nó đấy. Nhưng mà nếu lấy hai bộ mất 4.000 KC à? Thế là hơi chát nè. Đẹp, nói cho bộ này đẹp. Lúc ấy tôi có 26.200. Tại vì hôm qua tôi nhớ là tôi quay cái gì còn 26.200, 6.300 thì đấy. Bây giờ còn 24.200, nó mất đúng 2.000 KC. Ok, hôm trước thì có cái khảo sát thì mà có khả năng trúng 1.000 KC ấy. Vì hôm đấy tôi lại đang đi bình luận giải đấu ở Free Fire. Tôi lại không có cái đấy. Đấy, tôi lại không tham gia được cái bảng câu hỏi đấy. Đấy, hơi đen đây này. Có chúng tôi lắng nghe ý kiến của bạn đây này. Và ông nào mà 30 người may mắn nhận ngay 1.000 KC, không có mình. Đấy, thì hôm nay là cái bảng câu hỏi nó hết rồi. Anh em chú ý mấy cái bảng câu hỏi sau nhá. Đấy, chú ý mấy cái bảng câu hỏi sau. Đấy, ok con dê thì đấy là tạm được. Đấy, có một cái gọi là rất là bình thường, cô Hương ngồi cổng trường thôi. Đây là bộ đồ. Đấy, nào một pha đẩy lên nào. Xem có thằng nào ra đây không. Đấy, tôi mấy hôm nay mình không chơi cái bắn kém hẳn. Đồng đội trận này hơi ngao ngáo anh ạ. Đồng đội trận này tôi hơi ngao ngáo. Đấy, mày sấy tung người luôn. Đấy, bộ này trông cũng được. Ở đằng sau lưng thì nó sẽ có một cái vương miện, thi thoảng nó sẽ hiện ra. Còn cái vương miện trên đầu thì lúc nào nó sẽ hiện nha anh em nhá. Đấy, vương miện trên đầu thì auto hiện. Ôi dồi, thôi sao. Và nó bắn đau ấy nhờ. Và nó bắn mình xong con nhà bà phim rồi. Sao máu tụt nhanh nhỉ? Thầy nó mang Raphael à? Tụt xong rồi. Hết thoạt luôn chịu. Thôi thì mình bắn trông ai đuổi ra. Thua ngược rồi anh em. Thua ngược rồi, hóng rồi. Ui, địch vã thì mình như sạ gạo nhỉ? Này, địch bắn hay quá anh em ạ. Hỏng rồi, gặp đối rồi. Làm ngay khẩu SVD. Bắn cho nó uy tín. Rồi cái khẩu SVD bắn cho nó uy cơ con nhà bà tím anh em ạ. Nào lên đi anh em lên đi, tôi sẽ cover cho anh em. Đấy, anh em cứ lên đi, tôi sẽ
cô văn vơ cho anh em. Đấy, xem có thằng nào loanh quanh đấy không, tôi cô vơ cho anh em nào. À, một pha đẩy lên đến vị trí của Chiru. Đấy, Churi. À, đâu rồi? À, thao đây, cậu xử lý à? Thao ta đây, cậu xử lý xỉ lứa à? À, đâu rồi? Úi giời. Trông căng thẳng đấy nhỉ? Trông rất căng thẳng nha. Đấy, căng đét và khét lẹt luôn. Căng đét và khét lẹt luôn. Đấy, ok con dê luôn. Chờ đợi một cơn mưa luôn. Đấy, thao qua đây. Thao qua đây, cậu làm tí, có tí xử lý à? Đấy, nhấp nhô. Đấy, nhấp nhô, nhấp nhô. Đấy, nhấp nhô, à này rồi. Đây rồi, địch bắt đầu ra. Địch nó bắt đầu gọi là có tí đẩy lên rồi anh em ạ. Rất nguy hiểm nha. Đấy, à, nó bắt đầu luồn lách qua rồi. Căng. Phen này nó phải gọi là căng. Ui, nó đẩy qua tận đây rồi. À, đẩy qua tận đây rồi. Một con nhện vào mồm. Một con nhện vào mồm anh em. Đấy, thì mình không biết xây keo của nó đi à. Kìa, nó đẩy qua kìa. Nguy hiểm quá. Thì, ui dồi, ném liệu này. Ném liệu này. Mày một thằng. Úi dồi, thôi xong rồi, nó đẩy qua đến tận đây rồi. Nó đẩy qua đến tận đây rồi. Ui giời ơi, căng đét thật sự ạ. À. Và ui giời ơi, à, bắn như thế thì toang thật sự. Đấy, nó bắn như thế thì có mà toang. À, bắn như thế thì nó gọi là lấy cái gì ra để mà sống được nữa. Hỏng lắm rồi, đấy, hỏng lắm rồi mà toang thật sự. Ôi giời ơi, căng thật đấy. Và ui ơi, nào một pha đẩy qua tới đến vị trí của bình luận viên Rikaki. Bắn thì bắn hay thế nhở. Mình có khi là mấy hôm rồi mình không chơi. Đấy, hôm rồi mình không chơi thì đâm ra nó hơi a đuổi rồi. Và nó hơi bị a đuổi đuôi à. Nào. Và lên nào. Và ra đây. Thao ra đây để... Ôi, nó bắn tôi anh em ạ. Và nó bắn tôi, ôi, nó bắn tôi từ rất nhiều hướng. Tôi cảm thấy rất là áp lực. Đấy, ui, con nhện. Con mày. Ui dồi, nó bắn thế chịu thôi. Nó có mang Raphael anh em ạ. Máu tụt như tụt huyết áp. Thôi xong rồi, đứt rồi. Đứt như ấy rồi. Và xong rồi. Và team mình không có cửa anh em ạ. Team mình no door rồi. Và ui giời, bị nó hủy diệt. Đấy, thế thì còn nói chuyện gì nữa? Thôi toang hết. Ôi toang hết luôn ạ. Và vãi trưởng nó bưởng. Thôi rồi, test đồ thế thôi. Tôi mới phát hiện ra một vụ là cái chỗ bên đài phát thanh cổng trời, họ bắt đầu tung ra là top 5 mặt nạ ai cũng muốn sở hữu. Trong đấy thì có cái mặt nạ sứ giả ác ma. Và cái mặt nạ này nó nằm trong sự kiện Ragnarok ngày xưa mà các bạn không thể mua được. Thì không biết là đợt tới thì bên Nana FIFA họ định bán lại những cái mặt nạ này hay không. Nếu họ bán lại mà họ bán lại quả sứ giả ác ma thì hết nước chấm. Đấy, nếu mà họ bán lại sứ giả ác ma thì hết nước chấm. Đây có hai mặt nạ sứ giả ác ma, mặt nạ Bushido. Đấy, đợt tới họ bán lại mấy mặt nạ này thì tôi nói với anh em là hết nước chấm. Đấy, chấm phát hết nước luôn. Cái này là tự bên Nga nào làm thống kê. Một là sứ giả ác ma, hai là mặt nạ Bushido. Đấy, ba là mặt nạ chiến thần dung nham. Không biết là đợt tới bên giá nó có định tung ra cái mặt nạ hay không. Đấy, nếu mà họ tung ra mấy cái mặt nạ này thì tôi nói thật với anh em là đúng là bom tấn. Nhưng mà chắc là đến lúc nào đấy cũng sẽ phải bán lại thôi nhỉ. Đấy, tôi nghĩ đến lúc nào đấy cũng sẽ phải bán lại thôi. Nhưng sao mà dìm mãi được đúng không? Đấy, đến lúc nào đấy sẽ phải bán lại. Thì đấy là cái thông tin đến từ cái đài phát thanh cổng trời này. Tôi dự đoán thôi, có thể được tới bán lại cái đầu sô-cô-la thôi. Còn hai cái mặt nạ Bushido với mặt nạ sứ giả ác ma này không bao giờ bán lại. Chắc thế. Đấy, thì cái đấy mình biết thế. Đấy, ok. Thì đấy là cái thông tin mình mang đến cho anh em trong video này. Nếu video đầu tiên anh em đến với kênh của Ri, đừng quên để lại cho mình một like và subscribe để đẹp trai, để xinh gái nha. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Bye bye.